Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 24 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Bảo đảm tuyệt đối an toàn an ninh hàng không trong mọi tình huống. Tuần văn hóa du lịch Đồng Hới, điểm nhấn du lịch Quảng Bình năm 2018. Tập huấn cho vay nhà ở xã hội theo nghị định chính phủ. Minh Hòa tích cực chuẩn bị tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch vào hồi rằm tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 24 tháng 4, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến để nghe Bộ Giao thông Vận tải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ủy ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia và một số nội dung liên quan đến công tác phòng ngừa, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không trong mọi tình huống. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị liên quan. Theo báo cáo của Ủy ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia, năm 2017, các cơ quan đơn vị tham mưu của các Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các ban chỉ đạo phòng chống khủng bố địa phương nơi có cảng hàng không, sân bay đã phối hợp triển khai tích cực các giải pháp để ngăn chặn xử lý các vấn đề có liên quan tới công tác đảm bảo an ninh hàng không. Tiếp tục duy trì và giữ vững công tác đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối năm thứ 19 liên tục, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng và phòng chống khủng bố trong hoạt động hàng không dân dụng. Các cơ quan tham mưu của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ, đảm bảo cấp phép cho các chuyến bay của lãnh đạo Đảng và nhà nước ta có những chuyến thăm cấp cao tới các nước và chuyên cơ phục vụ chuyến thăm chính thức Việt Nam của các đoàn cấp cao nước ngoài. Đặc biệt phối hợp trong việc đảm bảo an ninh an toàn cho các chuyến bay đến dự tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và quý 1 năm 2018, hội nghị cũng đã tập trung phân tích, đánh giá công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không trong tình hình hiện nay và thống nhất phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận những nỗ lực của các bộ ngành liên quan và các địa phương trong việc triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh an toàn hàng không thời gian qua. Đồng chí Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường sự phối hợp hiệu quả của các bộ ngành địa phương trong thực hiện các biện pháp tổng thể toàn diện để nâng cao năng lực đảm bảo an toàn hàng không, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh hàng không trong giai đoạn hiện nay. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành và các địa phương nơi có cảng hàng không, sân bay, công trình hàng không nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn hoạt động hàng không dân dụng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hôm qua ngày 23 tháng 4, đồn biên phòng Ra Mai, bộ đội biên phòng Quảng Bình và đại đội 311 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khăm Muộn đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đến dự. Theo đó, hai đơn vị đã thống nhất một số nội dung của chương trình phối hợp gồm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, trao trả công dân vi phạm pháp luật theo đúng thỏa thuận, tuần tra song phương, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giải quyết các công việc đột xuất, giúp đỡ nhau về vật chất, tinh thần và tổ chức hội đàm gặp gỡ giữa hai bên theo định kỳ. Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị thời gian tới hai đơn vị cần thực hiện có hiệu quả những nội dung trọng tâm của chương trình phối hợp, phấn đấu đạt được những kết quả cao hơn nữa trên các mặt công tác, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh trên tuyến biên giới Việt Nam Lào. Hôm qua ngày 23 tháng 4, tại nghĩa trang liệt sĩ xã Sơn Trạch, Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch đã tổ chức lễ đón nhận và an táng năm hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trên địa bàn huyện. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Bố Trạch cùng các đại biểu đã đặt vòng hoa và kính cẩn thắp những nén hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của huyện Bố Trạch. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bố Trạch nguyện ra sức phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với những công lao to lớn mà các thế hệ cha anh đi trước đã giải công vun đắp. Thưa quý vị và các bạn, là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử cách mạng và nhiều di tích danh thắng của quê hương Quảng Bình, nhằm bảo tồn phát huy cả giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh và phát triển du lịch. Bắt đầu từ năm 2006, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tuần văn hóa Đồng Hới. Năm 2012, tuần văn hóa Đồng Hới được phát triển thành tuần văn hóa du lịch Đồng Hới,
và tổ chức thường niên vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 và giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Năm nay, tuần văn hóa du lịch Đồng Hới được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, khởi đầu cho năm du lịch Quảng Bình 2018. Được diễn ra từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 4, tuần văn hóa du lịch Đồng Hới là sự kiện văn hóa du lịch nổi bật, mở đầu cho các hoạt động du lịch đặc sắc của Quảng Bình năm 2018. Với mục đích lưu giữ, phục hồi những nét đẹp văn hóa truyền thống, quảng bá tiềm năng của mảnh đất con người Đồng Hới, Quảng Bình và thúc đẩy phát triển du lịch, việc tổ chức tuần văn hóa du lịch Đồng Hới qua từng năm được đầu tư ngày càng công phu, quy mô lớn hơn và hình thức đa dạng, phong phú. Từ chỗ chỉ 5 đến 7 nội dung hoạt động những năm đầu, đến năm 2018 này, tuần văn hóa du lịch Đồng Hới sẽ có chuỗi hơn 13 hoạt động văn hóa thể thao, nghệ thuật được tổ chức. Đây là một dịp để thành phố Đồng Hới cũng như Quảng Bình khai trương cái mùa du lịch năm nay với nhiều cái hoạt động cũng như là với lợi thế về các di tích lịch sử cũng như là danh thắng trên địa bàn tỉnh thì sẽ thu hút được đông đảo du khách đến với Đồng Hới, đến với Quảng Bình để thưởng thức rồi là thưởng ngoạn những cái nét đặc trưng riêng có của mình trên mảnh đất Đồng Hới cũng như tỉnh Quảng Bình. Hoạt động nổi bật được nhiều người dân và du khách quan tâm và chờ đón nhất trong tuần văn hóa du lịch Đồng Hới năm nay là lễ hội diễu hành đường phố Carnival Đồng Hới 2018, có sự xuất hiện của nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật như Hoa hậu Phạm Hương, Hoa hậu Trần Kiều Ngân, Hoa hậu Phan Thu Quyên, Hoa hậu ca sĩ Đinh Hiển Anh, người mẫu Khả Trang, ca sĩ Phương Anh, Sơn Ngọc Minh cùng với dàn hoa hậu, người mẫu, ca sĩ tên tuổi. Người dân địa phương và du khách còn được chiêm ngưỡng nét đẹp của người con gái Việt Nam qua những bộ sưu tập áo dài truyền thống của nhà thiết kế Nhật Dũng mang dấu ấn hình ảnh quê hương Quảng Bình như các bộ sưu tập với chủ đề Quảng Bình Vương quốc hàng đồng, biển, Đồng Hới xưa và nay. Năm nay Nhật Dũng gom góp những cái ý tưởng và tạo nên một cái bức tranh muôn màu, tất cả các nghệ sĩ, hoa hậu, ca sĩ đều tham gia, đặc biệt là ba miền hội tụ về Quảng Bình thì một màu sắc, một không gian và một hình ảnh của thành phố Đồng Hới kể từng một câu chuyện, từng giai thoại và từng thời kỳ phát triển và đặc biệt hội tụ về đây là những bông hoa, những hình ảnh và nói lên những hình ảnh đẹp của thành phố Đồng Hới là được mệnh danh là thành phố hoa hồng thì Nhật Dũng đã khai thác triệt để tất cả những hình ảnh mà về cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho tỉnh Quảng Bình như hình ảnh của động thiên đường, hình ảnh của suối và hình ảnh của tất cả hang động của tỉnh Quảng Bình thì đến với chương trình lễ hội lần này thì Nhật Dũng đem bộ sưu tập Quảng Bình Vương quốc hang động, đó là một trong những điểm nhấn của Carnival lần này. Hơn 10 năm qua, tuần văn hóa du lịch Đồng Hới đã trở thành thương hiệu trong hoạt động du lịch của thành phố Hoa Hồng nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung. Các hoạt động văn hóa ẩm thực, nghệ thuật đa sắc màu, đan xen giữa truyền thống và hiện đại diễn ra liên tục trong một không gian rộng, đậm chất văn hóa biển, mang đến cho du khách thập phương những khám phá và trải nghiệm mới mẻ về vùng đất, con người và nét văn hóa độc đáo của một thành phố trẻ, năng động và đầy quyến rũ ở khu vực miền Trung và Bắc Trung Bộ đang từng ngày hội nhập và phát triển. Cái vấn đề mà lễ hội văn hóa du lịch Đồng Hới ấy, thì ngoài cái việc mà nó phản ánh những cái văn hóa Đồng Hới, những cái du lịch Đồng Hới ra thì trong đó có cái nội dung là quảng bá cái hình ảnh du lịch Quảng Bình, đó là Quảng Bình là một cái vương quốc hàng đồng của thế giới. Cho nên là ngay cả là vấn đề mà diễu hành đường phố ấy, là những cái thiếu nữ xinh đẹp mặc cái bộ áo dài, mà trên bộ áo dài đó là nó thể hiện là hình ảnh của cái các hang động Quảng Bình, bởi vì là đấy là cái nét đặc trưng đặc sắc nhất của lễ hội du lịch văn hóa Đồng Hới, nó khác với Cửa Lò, nó khác với Hạ Long, và chúng tôi cho rằng là đấy là cái mà cái nét văn hóa đậm đà nhất ngoài du lịch biển, ngoài du lịch tâm linh, ngoài du lịch sinh thái, rồi ngoài là ẩm thực ra, thì du lịch hang động là cái cốt lõi của cái du lịch Quảng Bình cũng như Đồng Hới. Trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam, khu vực và thế giới, Quảng Bình là trung tâm kết nối các tuyến du lịch trên con đường di sản miền Trung và hành lang kinh tế Đông Tây. Đến Quảng Bình, miền đất di sản với kỳ quan thiên nhiên thế giới, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng,
hai lần được UNESCO vinh danh với đất thiêng Vũng Chùa, Đảo Yến, cùng với rất nhiều điểm du lịch tâm linh, di tích lịch sử, danh thắng. Du khách không thể không dừng chân ở thành phố Đồng Hới, Hoa Hồng, cùng với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, đến với Vương quốc Hàng Đồng của di sản thiên nhiên thế giới, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Hình ảnh của Đồng Hới, Sơn Đòn, Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình đang từng ngày chinh phục du khách trong nước và quốc tế khi đã một lần đặt chân đến nơi này. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Tập huấn cho vay nhà ở xã hội theo nghị định chính phủ. Minh Hòa tích cực chuẩn bị tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch vào hồi rằm tháng 3. Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức hội nghị nhằm đánh giá công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017, quý 1 năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2018. Năm 2017 và quý 1 năm 2018, Ban An toàn Giao thông huyện Tuyên Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai cụ thể các văn bản chỉ đạo về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, ý thức chấp hành giao thông của người dân được cải thiện rõ rệt. Những tháng tiếp theo của năm 2018, Ban An toàn Giao thông huyện Tuyên Hóa tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, với mục tiêu giảm tối thiểu 5-7% trên cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông so với năm 2017. Hôm nay ngày 24 tháng 4, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố Đồng Hới tổ chức hội nghị tập huấn cho vay nhà ở theo nghị định số 100/2015/NĐ-CP. Hội Cựu chiến binh thành phố Đồng Hới là một trong 4 đơn vị chính trị xã hội được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phối hợp ủy thác triển khai thực hiện gói vay nhà ở theo nghị định 100/2015. Đây đang là gói vay được rất nhiều người dân quan tâm bởi các chính sách ưu đãi, lãi suất 4,8% một năm, thời gian cho vay từ 15 đến 25 năm. Tại buổi tập huấn, gần 60 cựu chiến binh là các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, đại diện Hội Cựu chiến binh cấp xã phường, được đại diện của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hướng dẫn cụ thể các quy định trong việc thực hiện gói vay nhà ở xã hội, các bước lập hồ sơ, thủ tục quy trình vay vốn. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Lệ Thủy cơ bản giữ ổn định. Riêng giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh đạt trên 82 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Thời gian tới, huyện Lệ Thủy sẽ triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh tích cực mở rộng sản xuất, thu hút nguồn lao động địa phương, tăng cường công tác quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng. Thời gian qua, xã Đức Hòa, huyện Tuyên Hóa đã khuyến khích người dân tập trung phát triển nghề nuôi ong lấy mật nhằm nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm. Hiện toàn xã có 40 hồ nuôi với hơn 130 đàn ong, tập trung ở thôn Đồng Lâm và thôn 4 Đức Phú, với giá bán trên thị trường dao động từ 300 đến 500 ngàn đồng một lít. Sau khi trừ chi phí, người dân thu lãi khoảng 60 triệu đồng một năm. Tuy nhiên, nghề nuôi ong lấy mật ở đây vẫn mang tính nhỏ lẻ, khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế. Chính vì vậy, thời gian tới, xã Đức Hòa sẽ tích cực phối hợp với các ban ngành chức năng để thành lập hợp tác xã nuôi ong lấy mật, đồng thời xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm. Sáng nay ngày 24 tháng 4, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam
và Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trao tặng xe đạp và học bổng cho các em khuyết tật, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong đợt này, đoàn đã trao tặng 70 chiếc xe đạp và 20 suất học bổng cho 90 em học sinh khuyết tật mồ côi có hoàn cảnh khó khăn thuộc 4 huyện gồm Quảng Ninh, Lệ Thủy, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới. Tổng giá trị cả phần quà gần 180 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, tuần lễ văn hóa thể thao du lịch và hồi rằm tháng 3 huyện Minh Hóa sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 30 tháng 4, tức là từ ngày 10 đến 15 tháng 3 âm lịch. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo tồn và phát huy có hiệu quả những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện. Trong những ngày này, huyện Minh Hóa đang tích cực chuẩn bị để sẵn sàng cho những nội dung sẽ diễn ra trong suốt tuần lễ, hứa hẹn mang đến cho du khách một mùa du lịch ý nghĩa. Để tuần lễ văn hóa thể thao du lịch và hồi rằm tháng 3 năm nay được thành công, huyện Minh Hóa đã thành lập ban tổ chức và các tiểu ban gắn với những nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hồi rằm trên các hệ thống loa đài, pano áp phích về các nội dung hướng về tuần lễ tại trục đường chính, khu vực sân vận động và các điểm diễn ra lễ hội. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của hồi rằm tháng 3 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điểm mới của tuần lễ văn hóa thể thao du lịch và hội rằm tháng 3 Minh Hóa năm 2018 là đêm khai hội và chương trình nghệ thuật sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Bình, và các hoạt động quảng bá du lịch triển khai có quy mô lớn hơn cả năm trước. Huyện cũng bố trí chặt chẽ lực lượng đảm bảo tổ tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trước và trong thời gian diễn ra lễ hội. Thành lập các đội tình nguyện viên hướng dẫn du khách đến các khu tham quan, cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu trú, giải trí. Chỉ đạo các nhà hàng, khách sạn, nhà lưu trú chế biến các món ăn địa phương, bình ổn giá cả các sản phẩm. Các địa phương có những địa chỉ về du lịch như Thác Mơ, Hòa Hợp, Hang Rục Mon, Hòa Sơn, City lịch sử Đình Kim Bảng và Hang Đồng Tủ Lan, xã Tân Hóa, Cổng Trời, Ca Lo và điểm du lịch tâm linh Thác Bụt, đảm bảo mọi điều kiện để đón du khách về trải nghiệm. Về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thì ban tổ chức đã giao cho các cái cơ quan liên quan như phòng y tế rồi là bên quản lý thị trường rồi các cái đơn vị khác là thường xuyên kiểm tra để đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo cái việc chất lượng hàng hóa cũng như là cái giá cả được niêm yết. Hiện nay, các ban ngành liên quan đã chuẩn bị tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian truyền thống, nhằm tạo ấn tượng sự lắng đọng tốt đẹp về những giá trị tâm linh cũng như nhân văn trong lòng du khách khi đến với tuần lễ văn hóa thể thao du lịch vào hồi rằm tháng 3 Minh Hóa năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc khẩn trương và đầy trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể và sự hưởng ứng háo hức nhiệt tình của đông đảo bà con nhân dân, tin tưởng rằng tuần lễ văn hóa thể thao du lịch và hội văn hóa truyền thống rằm tháng 3 Minh Hóa sẽ mang đến cho du khách những cái cảm giác mới mẻ về những cái giá trị truyền thống của cộng đồng các dân tộc huyện vùng cao Minh Hóa, qua đó để giữ gìn, bảo tồn và phát huy những cái nét đẹp của hội rằm tháng 3 nói riêng và của cộng đồng các dân tộc huyện miền núi Minh Hóa nói chung. Huyện Minh Hóa đã thực sự bước vào hồi rằm tháng 3. Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch. Khóa van nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết của đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 24 ngày 25 tháng 4, khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm 83 đến 98%. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm 81 đến 96%.
Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm 79 đến 95%. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 4, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có